Các bạn đang đến với chương trình Nhịp Sống Trẻ để cùng hòa mình với những hoạt động trẻ trung sôi nổi của giới trẻ Huế. Thế giới trẻ luôn đầy ắp những câu chuyện thú vị. Chương trình Nhịp Sống Trẻ sẽ luôn đồng hành cùng với các bạn để khám phá bức tranh muôn màu của những người trẻ xứ Huế. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Xuất hiện trong một bạn trẻ là Nguyễn Thị Trà My, cô gái thành công với mô hình khởi nghiệp xanh từ quả khế chua. Cùng đang trẻ, chúng ta sẽ cùng các bạn sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế tìm hiểu những món ăn hấp dẫn được chế biến qua cuộc thi nấu ăn từ thịt gà mì. Những cảm nhận về sắc hoa mùa xuân của giới trẻ Huế trong một góc nhìn trẻ sẽ khép lại chương trình. Khi câu chuyện về biến đổi khí hậu đang là mối quan tâm lớn của thế giới, thì khởi nghiệp gắn liền với bảo vệ môi trường hay còn gọi là khởi nghiệp xanh là một trong những ưu tiên hàng đầu của nhiều nước hiện nay. Khởi nghiệp xanh cũng là xu hướng đang được rất nhiều người trẻ Việt quan tâm. Đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, tạo ra các giải pháp và sản phẩm có tác động tích cực đến môi trường và xã hội. Cô gái xứ Huế Nguyễn Thị Trà My là một trong số đó. Từ một loài trái cây rất thân quen, đó chính là quả khế chua, Trà My đã nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống. Hãy cùng gặp gỡ cô gái này trong một bàn trẻ hôm nay. Mình rất là thích các cái sản phẩm từ thiên nhiên, đam mê nghiên cứu và làm các cái sản phẩm tẩy rửa cho gia đình mình. Mình nhận thấy là quả khế chua rất là phong phú tại Huế cũng như là Việt Nam, nhưng mà thường là chưa được khai thác triệt để. Mình đã áp dụng được cái công dụng của quả khế chua từ ngày xưa của ông bà mình để có thể đưa vào sản xuất cái sản phẩm tẩy rửa. Với mong muốn tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu thiên nhiên sẵn có tại địa phương và hướng đến xu hướng tiêu dùng xanh cho mọi người, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Trà My đã quyết định thực hiện nghiên cứu tạo ra các sản phẩm độc đáo và mới lạ từ loài nguyên liệu thân quen này. Năm 2019, khi nắm bắt được nhu cầu thị trường, cô gái trẻ đã chịu khó quan sát, tìm hiểu tài liệu thông qua các trang mạng xã hội, thử nghiệm và phát hiện những công dụng hữu ích ở quả khế chua để điều chỉnh phương pháp nghiên cứu phù hợp. Nghiên cứu quả khế chua thì thật sự là khó khăn bởi vì bản thân mình xuất phát là một giáo viên tiếng Anh. Về chuyên môn về mảng hóa sinh thì mình sẽ không đủ chuyên môn để như các cái bạn được chuyên ngành. Chính vì vậy mình phải đi học và học hỏi thêm các cái nhà nghiên cứu khác. Trong quá trình mình gặp khó khăn về sản phẩm thì mình sẽ hỏi các cái tiến sĩ cũng như các giáo viên hóa sinh của mình để có thể tìm ra một cái giải pháp tối ưu cho sản phẩm. Dành trọn tâm huyết với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, Nguyễn Thị Trà My luôn học hỏi, tìm tòi để tạo ra những sản phẩm thiên nhiên, an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là dành cho phái nữ. Tưởng chừng như đơn giản, nhưng công việc này cũng đòi hỏi nhiều sự kiên trì, tỉ mẩn và quan sát để theo dõi quá trình lên men của quả khế chua, đảm bảo được chất lượng của thành phẩm. Để sản xuất ra một sản phẩm như là gel rửa tay sinh học hay là được rửa chén, mình sẽ lựa chọn những cái loại nguyên liệu quả khế là chín mong, bởi vì cái hàm lượng những quả càng chín thì cái hàm lượng axit nó rất là lớn. Chính vì vậy mà nó sẽ giúp cho các cái sản phẩm của mình có tính tẩy rửa hiệu quả nhanh chóng tức thì.
đồng thời thì nó lại bảo vệ cái làn da của người sử dụng quá trình lên men 3 đến 4 tháng. Cái enzyme đó nó thành công rồi thì mình đưa vào quá trình nghiên cứu, vào phân tích cái độ hàm lượng axit của nó đạt chưa, để có cái độ tẩy rửa tốt chưa, và đưa vào công thức. Với khát vọng lan tỏa sản phẩm xanh do chính con người Huế và phụ nữ Huế tạo ra từ nông sản địa phương, cô gái trẻ đã dành thời gian tham gia rất nhiều cuộc thi và sân chơi sáng tạo bằng dự án thiết thực của mình. Năm 2022, Trà My đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi Phụ nữ kinh doanh tài ba do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Nguyễn Thị Trà My cũng đã mạnh dạn tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023. Lần đầu tiên mình tham gia cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh với dự án là nước giặt sinh học dành cho đồ nhỏ. Sau khi nghe mình phân tích thì về sản phẩm mọi người rất là ngạc nhiên. Họ không bao giờ nghĩ rằng là một cái sản phẩm quả khế chua bình thường rất đơn giản như vậy mà có thể tạo ra một cái sản phẩm tẩy rửa mà có thể là tiền lời và không cần phải quá nhiều chất như các cái sản phẩm trên thị trường. Đó là một điều tự hào của mình, bởi vì đấy là cái công trình mà mình đã nghiên cứu thành công, và mình tự hào là ở Việt Nam thì mình là người đầu tiên đang nghiên cứu được quả khế chua để vận dụng vào cuộc sống. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, sau một thời gian ngắn, Nguyễn Thị Trà My đã cho ra thị trường rất nhiều sản phẩm làm từ khế chua với công dụng hữu ích và an toàn. Từ những thành công ban đầu, cô gái trẻ cũng đã dành thời gian chia sẻ, hỗ trợ và tư vấn những kiến thức cần thiết về sản phẩm và tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn. Thời gian mình làm việc với chị Trà My thì mình cảm thấy chị Trà My là người biết phấn đấu. Chị My biết vận dụng được những cái tài năng của chị để ứng dụng vào cuộc sống. Và việc chị My hướng dẫn mình trong chuyên môn công việc ra thì mình cũng biết được lợi ích của các sản phẩm từ thiên nhiên, các sức khỏe tốt cho bản thân. Mình cũng mong muốn có thể tạo một cái nguồn cảm hứng cho các bạn bằng việc là mình cũng chia sẻ về cái câu chuyện khởi nghiệp của mình, và mình cũng mong muốn các bạn hãy mạnh dạn. Nếu như các bạn có những ý tưởng tạo bào để khởi nghiệp thì các bạn cứ mạnh dạn để bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chính vì giá trị sử dụng cao, lành tính và tốt cho sức khỏe nên đây luôn là một sản phẩm thu hút người tiêu dùng. Sản phẩm thiên nhiên được làm từ quả khế chua của cô gái trẻ đã được khẳng định thương hiệu và được khách hàng nhiều nơi đón nhận. Trên thị trường rất là nhiều sản phẩm tẩy rửa mà nhiều hóa chất độc hại. Mình rất là mong muốn tìm những sản phẩm từ thiên nhiên. Các sản phẩm từ quả khế chua rất là lạ và mới, rất là an toàn để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình, giúp mình thuận tiện trong công việc nội trợ hàng ngày. Hiện nay thì cái sản phẩm của mình lan tỏa và ra thị trường trên cả nước. Tuy nhiên là cái thị trường lớn nhất sẽ là Huế, Sài Gòn và Hà Nội. Và mọi người thường là truyền miệng giới thiệu nhau, gọi là khách hàng giới thiệu khách hàng cho mình. Và đó là một cái động lực để cho giúp mình có thể là không ngừng nỗ lực mỗi ngày để cải tiến về chất lượng sản phẩm. Có nhiều con đường để người trẻ lựa chọn khởi nghiệp, và lựa chọn khởi nghiệp xanh từ nguyên liệu quả khế chua của cô giáo trẻ Nguyễn Thị Trà My chính là một cách làm đầy tính sáng tạo, mang lại những giá trị mới cho xã hội. Các bạn thân mến, mỗi món ăn đều mang theo rất nhiều điều thú vị, từ chỉnh nguyên liệu, cách chế biến và nghệ thuật nêm nếm của người đầu bếp. Qua từng hương vị của mỗi món ăn, chúng ta còn được hiểu hơn những giá trị văn hóa ẩm thực của từng vùng miền, từng đất nước khác nhau.
những cuộc thi nấu ăn được tổ chức với sự tham gia góp mặt của các chuyên gia ẩm thực hàng đầu luôn thu hút sự tham gia của các bạn trẻ, nhất là với những người đam mê ngành bếp. Bởi đó không chỉ là cơ hội để họ được thử sức với những món ăn mới, mà còn là dịp để học hỏi kinh nghiệm chế biến của những đầu bếp chuyên nghiệp. Cơm Năng Trẻ, chúng ta hãy cùng đến với không khí sôi nổi của cuộc thi nấu ăn với thịt gà Mỹ do Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức. Từ món Âu cho đến món Á, hiện đại đến các món ăn truyền thống, thịt gà Mỹ luôn được ưa chuộng để làm nguyên liệu chính cho bữa ăn. Thịt gà của Mỹ không chỉ ngon, an toàn về vệ sinh thực phẩm mà còn nhiều nạc và giàu đạm, bổ dưỡng cho bữa ăn và sức khỏe. Đây là loại thực phẩm có thể linh hoạt trong chế biến. Đó cũng chính là lý do nhiều bạn trẻ yêu thích nghề bếp lựa chọn sáng tạo với các món ăn từ nguyên liệu chất lượng này. Và cuộc thi nấu ăn với thịt gà Mỹ do Trường Cao đẳng Du lịch Huế, khoa Quản trị chế biến món ăn phối hợp với Hiệp hội Xuất khẩu trứng và Gia cầm Hoa Kỳ tổ chức đã thu hút sự tham gia của 24 thí sinh đến từ 12 đội thi. Các bạn thí sinh có cơ hội chiêm ngưỡng phần quảng diện của những siêu đầu bếp của Việt Nam, Aaron Chef Lê Xuân Tâm và Chef Đoàn Văn Tuấn, với 4 công thức món ăn từ nguyên liệu thịt gà Mỹ đầy thú vị và đẹp mắt. Tâm làm rất là nhanh nha. Ví dụ như sạc xong rồi bắt đầu mình rang hàng thôi. Đó, còn anabe mà mình gọi là one bite. Gà Mỹ nhồi bánh phông tôm, sốt muối ớt xanh mayo, bơ trái và thạch nước mắm. Gà Mỹ cuộn gà ngỗng, tỏi đen, sốt nấm bùng dê. Gỏi đùi gà Mỹ chua cay, rau quế trắng. Và món đùi gà Mỹ nướng mắm ruốc. Với cuộc thi ngày hôm nay thì chúng tôi có 4 món. Thì có 2 món là truyền thống địa phương và thêm 2 món nữa là fine dining. Thì để cho trình diễn cũng như biểu diễn cho các bạn sinh viên thấy được cái cách sử dụng nguyên liệu chính là gà Mỹ kết hợp với gia vị địa phương và cái hương vị quốc tế nữa. Về cái phương pháp chế biến thì nó rất là đơn giản. Thì vì bản chất của gà Mỹ nó đã mềm và ngọt và ngon thì chế biến 2 phương pháp là một truyền thống của Việt Nam. Đó là mình làm gỏi. Gỏi thì mình có thể trụng gà hoặc nướng hoặc xào đều được. Và món thứ hai là cái phương pháp gà áp chảo nướng theo kiểu Âu. Thì hai cái này thực tế ra đó là cái cách mà hướng dẫn cho các bạn sinh viên biết cách sử dụng cái đa phương pháp chế biến của Âu áp dụng vào cái sản phẩm tuyệt vời đó là gà Mỹ. Qua phần trình diễn của các chef thì mình đã rút ra được nhiều bài học qua cách trình bày và cũng như là có thể nâng cao tay nghề của mình hơn. Với yêu cầu là sáng tạo một món ăn có nguyên liệu từ thịt đùi gà Mỹ, mỗi đội tham gia phải thực hiện một món ăn Á hoặc Âu cho 4 khách, trong đó tỷ lệ thịt gà Mỹ phải chiếm tối thiểu 50%. Cả căn bếp tràn đầy sức sống với màu sắc tươi tắn của các loại rau củ, gia vị và thực phẩm chế biến. Đa dạng cách chế biến thịt gà Mỹ được thành hình. Mỗi món ăn cũng khoác lên mình tấm áo đẹp từ những bàn tay khéo léo của các bạn trẻ.
Từng thao tác của mỗi đầu bếp đã thổi hồn cho món ăn vừa thật ngon nhưng cũng phải đẹp mắt, hài hòa về màu sắc, tinh tế về hương vị. Món mình là soup farasi, trong tiếng Pháp có nghĩa là bắp cải cuộn. Đây mình làm là phiên bản soup farasi của vùng Auvergne, tức là nó sẽ cuộn với lại là thịt đuôi gà và kèm với đó là phương mousse trộn với lại là ức gà và phô mai, và kèm theo đó là một chút rau củ đến từ phương Đông. Đây là một món ăn hiện đại mà dân sử dụng nguyên liệu là lá hùng quế và cái cinnamon của Việt Nam mình. Với cả caviar thì mình sẽ nấu cái cinnamon lên để thơm và cái vị ngọt trong của cinnamon, và kết hợp với lá hồng quế xay mịn. Với thịt gà thì mình lọc ra góc phân tử, tác động vật lý bằng cách là mặt giá thì mình sẽ chân bằng cán dao, còn mặt thịt thì mình sẽ lấy nĩa mình xắm thịt là nhiều, rồi mình ướp với rosemary, tỏi, là thám. Mình sẽ áp chảo cho cái mặt giá vàng và lật lại áp cho mặt thịt khoảng là 2 phút, rồi mình sẽ bỏ vào lò tới khi nào nó chín là được, với nhiệt độ là 180. Và nướng lên tới khi màu vàng đẹp, rồi mình đem ra sổi bơ, rồi cũng bỏ thêm một ít rosemary và tỏi vào và sổi bơ lên miếng ra. Không chỉ là sân chơi để các bạn trẻ yêu bếp thể hiện tài năng, đây còn là hành trình kết nối những người có chung niềm đam mê, yêu thích sáng tạo món ăn và lan tỏa những câu chuyện tích cực về nghề bếp. Các bạn thân mến, mùa xuân là món quà diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Mùa xuân cũng chính là mùa mà muôn hoa có dịp tỏa hương khoe sắc. Đi đến đâu thì chúng ta cũng bắt gặp những sắc hoa mùa xuân. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một vài cảm nhận của các bạn trẻ yêu hoa. Thời tiết Huế vào mùa xuân thì rất là dễ chịu, mà cũng có rất là nhiều hoa đẹp và mình rất là thích chụp ảnh về hoa mùa xuân, bởi vì hoa mùa xuân thì rất là tươi. Hoa mùa xuân thì mình có những cái khung hình đẹp và mình có thể lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp với tất cả bạn bè và người thân. Mình cũng rất là thích đi chụp ảnh và thường thì mình sẽ đến những quán cà phê, nhưng mà đôi khi những cái hoa mùa xuân như thế này nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn thú vị hơn cho những bức ảnh của mình. Bất cứ là loài hoa gì cũng có thể đem đến niềm vui và sự thư giãn trong cuộc sống. Hương thơm ngọt ngào, dịu mát và sắc hoa rực rỡ của những vườn hoa đã tạo nên một bức tranh hoa xuân đẹp đến nao lòng. Huế tháng 3, thời tiết có chút đồng đảnh mát dịu với những cơn mưa bất chợt. Bức tranh thiên nhiên của Huế càng đẹp hơn khi được điểm tô những sắc hoa tươi thắm. Muôn hoa như đua nhau khoe sắc. Sắc hồng dịu dàng của cúc sao nhảy. Vẻ rực rỡ của những đoá hướng dương. Một màu vàng ươm của hoa cải làm tâm hồn của người yêu hoa thêm xao xuyến. Mùa hoa cúc sao nhảy ở Huế những ngày tháng 3 chính là thời điểm đẹp lung linh và rực rỡ nhất. Và vườn hoa sao nhảy ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà chính là một điểm đến thu hút nhiều người. Cảnh đồng hoa bồng bềnh ngọt ngào quyến rũ những bạn trẻ yêu hoa. Những bông hoa bung nở, khoe hương sắc càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp nên thơ lãng mạn của mảnh đất này.
Đến những cái vườn hoa như thế này thì mình cảm giác là hoa quá trời nhiều lắm, những là hoa được trồng thành luống và cảm giác là nhìn giống như một thiên đường hoa vậy. Và khi mà mình đứng ở trong cái vườn hoa như thế này, mình cảm giác giống như mình được hòa mình vào thiên nhiên, được sống ở thiên nhiên và cảm giác tâm hồn cũng tươi mới hơn rất là nhiều. Sơn Farm tươi như một cảnh đồng với sắc hồng tím rực rỡ trên nền trời xanh thẳm, tạo nên một thảo nguyên hoa tuyệt mỹ. Mùa hoa cả ngàn ngày, bởi vậy ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu cùng sắc hoa ngọt ngào này. Thường thì mình hay đi check in rất là nhiều nơi, nhưng mà mùa xuân thì thường là mình rất là thích những cái vườn hoa mênh mông bạt ngát. Những cánh đồng hoa cải cứ thân thang giữa những ngày gió mát, đắm mình giữa thiên nhiên cao vời. Đến đây, bạn sẽ có cảm giác thật ấm áp bởi sắc hoa vàng rưới nắng, bởi tình quê hương và những kỷ niệm thời thơ ấu bất chợt ùa về. Còn gì tuyệt vời hơn khi hòa mình giữa mênh mông cánh đồng hoa cải? Bạn như được thu nhỏ lại, được thỏa thích ngắm nhìn, nâng niu những cánh hoa và hít hà hương hoa thơm nồng. So với những loài hoa khác thì hoa cải nó có một cái sự bình dị và có một cái điểm như đó, nó rất là mộc mạc và nó làm cho mình kiểu cảm thấy nó thú vị hơn khi mà chụp ảnh á. Và ngoài ra thì hoa cải nó tạo cho mình một cái cảm giác là mình được về với những cái làng quê nó thôn dã một tí. Đã có biết bao mùa xuân đi qua, nhưng sắc hoa mùa xuân vẫn như thế, giản đơn nhưng vô cùng cuốn hút. Những bông hoa khoe mình trong nắng, tỏa hương thơm thoang thoảng, khiến tâm hồn người lữ khách thêm bình yên nhẹ nhàng. Hoa nở rộ ở khắp mọi nơi đã góp thêm những kỷ niệm nhớ thương cho mùa xuân xứ Huế. Xuân xứ Huế là thời điểm giao hoa của đất trời trong những cái loài hoa ngắn ngày như hoa cải, hoa hướng dương, hoa cành bướm để cho cái không gian ở đây là có thêm rực rỡ những cái màu hoa của mùa xuân, tạo ra một không gian để cho mọi người đến đây trải nghiệm và tận hưởng cái không khí mùa xuân. Mùa xuân luôn mang theo những cảm xúc thật đẹp, khiến ta như được hòa mình và đắm chìm trong không gian ngọt ngào của cỏ cây đất trời. Huế hiện ra với những sắc hoa để mang mộng mơ thương nhớ đến bất kỳ ai chỉ một lần dừng chân nơi này. Dường như mộng mơ và đáng yêu hơn bởi muôn hoa khoe sắc đụng không vực hành nhị. Vâng, đúng vậy. Hãy lưu giữ thật nhiều khoảnh khắc đẹp cùng những sắc hoa mùa xuân các bạn nhé. Chương trình Nhịp Sống Trẻ đến đây cũng đã khép lại. Đừng quên theo dõi các số tiếp theo của chương trình để được gặp gỡ những gương mặt trẻ tiêu biểu và khám phá những câu chuyện thú vị xoay quanh thế giới trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.